Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà bất ngờ đi dép lê lộ diện bên dàn đối thủ máu chiến Miss World. Nguyên nhân phía sau đã gây lo lắng. Chuẩn bị bước vào những phần thi phụ nhưng Đỗ Thị Hà gặp sự cố. Miss World, đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, là cuộc thi nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp khắp thế giới. Là đại diện trẻ tuổi nhất nhì tại Miss World, thế nhưng Đỗ Thị Hà đã chứng minh bản lĩnh chinh chiến không thua kém bất kỳ ai. Trong hầu hết các hoạt động, nàng hậu Gen Z đều nổi bần bật, tràn đầy năng lượng giữa dàn đối thủ. Thế nhưng mới đây, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã gây bất ngờ khi đi dép lê trong khi các nàng hậu quốc gia khác đều diện sao chảnh chỉ chu, xuất hiện chung khung ảnh đỏ sắc. Nhiều người cho rằng Đỗ Thị Hà đã mất điểm vì chi tiết thiếu đầu tư này. Tuy nhiên, biết được nguyên nhân phía sau ắt hẳn dân tình phải cảm thông. Theo như nàng hậu chia sẻ, cô bị ong đốt, chân ngày càng sưng đỏ sau khi phải di chuyển quá nhiều. Có thể vì nguyên nhân này mà Đỗ Thị Hà phải mặc dép thấp thay vì giày cao gót như mọi khi. Đến sáng ngày 2 tháng 12, Đỗ Thị Hà cho biết chân vẫn chưa khỏi và còn đau. Đáng lo hơn là cô đang bước vào vòng thi Miss Sport. Là chiến binh trẻ tuổi nhất Miss World, nhưng Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã chứng minh sức chinh chiến không thua kỳ bất kỳ ai tại Miss World năm 2021. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.